Chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với em Trường bên Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội. Và hôm nay em Trường sẽ lên hình cho quý anh chị đang một mẫu xe đang vô cùng hot trên thị trường ô tô SUV tầm trung anh chị nhé. Với chiếc xe này thì hôm nay nhà sản xuất đã điều chỉnh một mức giá mà có lẽ là rất là cao so với thời điểm cách đây chỉ một tuần anh chị nhé. Chiếc xe này hiện tại hôm nay là máy xăng, thì bản Premium đang nhà sản xuất đang chào bán ra là 1.220.000.000 chưa lăn bánh. Thì nếu như quý anh chị mua lăn bánh thì với thời điểm hiện tại thì sẽ khoảng ngoài 1.3 một chút quý anh chị nhé, ngoài 1.3. Thì khi đến cuối tháng này thuế mà về 12% thì sẽ nâng lên khoảng 60.000.000, nhưng em Trường đang bán chỉ ngoài 1.1, đỡ được 200.000.000 mà sản xuất 22, lăn bánh chỉ 20.000 km anh chị nhé. Với bản Premium full xăng, ngoại thất màu đỏ mận và nội thất là ghế da hai màu, bản Premium, bản cao cấp nhất của Hyundai Santa Fe máy xăng anh chị nhé. Mấy anh chị cùng em Trường đi một vòng ngoại thất nội thất để đánh giá chiếc xe này. Như anh chị đang quan sát trên màn ảnh, về phần ngoại thất thì còn rất là mới anh chị nhé. Km mới chạy chỉ 20.000, vì vậy mọi cái còn là nguyên bản mà còn rất mới anh chị nhé. Đó, từ mặt ga lăng hay là từ cụm pha đèn hay cho đến ba đời sốc trước. Anh chị hãy quan sát để đánh giá về chiếc xe, những chi tiết mà dễ bị xước sát nhất thì vẫn còn là nguyên bản anh chị nhé. Sơn zin 100%, cam kết với anh chị sơn zin 100%. Em về chỉ đánh bóng spa và cho đến từ lốp thì còn say bích luôn anh chị nhé. Là rằng chưa bị trời xước. Đó, ngoại thất đây ạ. Quá là mới luôn anh chị nhé. Với chiếc xe chạy 20.000 km, sản xuất 22, lăn bánh được 1 năm. Thì sau 1 năm sử dụng, chiếc xe còn sơn zin đến 99%, thì anh chị sẽ cảm nhận được về chủ cũ họ giữ gìn chiếc xe như thế nào anh chị nhé. Những chi tiết bên trong nội thất, anh chị hãy quan sát để đánh giá về chiếc xe này. Chiếc này là bản Premium, vì vậy là bản cao cấp nhất và full option rồi anh chị nha. Cam 360 và radar cảnh báo và cửa sổ trời đã có đầy đủ trên chiếc xe này. Đó, những chi tiết của chiếc xe anh chị hãy quan sát một chi tiết một chút để có cái nhìn tổng quan trước khi qua bên em chạy thử chiếc xe này trên những cung đường anh chị nhé. Đó, mọi chi tiết là nguyên theo xe, chứ chưa thay thế hay là làm lại một chút nào cho từ đầu xe đến cuối xe thì đều là còn là nguyên bản anh chị nhé. Cốp được trang bị cốp điện rồi. Đó, rất là xịn sò với bản Premium. Ni lông thì còn rất là nhiều chưa bóc hết anh chị nhé. Đó, chủ xe quá là giữ xe. Khi anh chị mở ra chúng ta sẽ có một cái cảm giác về một chiếc xe mới, vì mùi da vẫn còn rất là nồng anh chị nhá. Rồi cả cho đến từ gầm xe của chiếc xe này còn rất là mới, sơ cua thì chưa hạ anh chị nhá. Sơn zin còn gần như cả xe, lốp theo xe, cả dàn dây bích sơ cua chưa hạ, nội ngoại thất thì siêu mới. Đó là những từ mô tả chiếc xe này anh chị nhá. Và chiếc xe thì đang được bán bên em với mức giá chỉ ngoài 1.1 một chút thôi anh chị nhá, rẻ hơn xe mới khoảng 200.000.000 rồi. Nếu như anh chị đang quan tâm đến mẫu xe này thì đây là một chiếc xe rất đáng để quý anh chị tham khảo và quan tâm. Thì nếu như quý anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em Trường theo số điện thoại trên màn hình. Em Trường sẽ hỗ trợ chi tiết về hình ảnh và video để quý anh chị có thể tham khảo trước khi qua bên em trải nghiệm chiếc xe này. Cam kết với quý anh chị là không bị đâm va, không bị ngập nước, máy móc kêu chỉ, mọi cái là nguyên bản theo nhà sản xuất. Và được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe nếu như anh chị có nhu cầu mua qua ngân hàng anh chị nhé.